Xin chào bà con và các bạn nha. Thì hôm nay thứ bảy ngày 22 tháng 5 năm 2021 nha con. Thì chiều hôm nay mình làm cái video cho chạy bò của anh Phước ở Củ Chi, ở ấp xa nhỏ xã Trung Lập Thượng huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nha. Thì chạy bò của anh Phước thì chuyên bán các dòng bò sinh sản cho bà con. Thì bò mẹ con một cái chữa, rồi bò ghé cái nền nha. Thì bò vàng. Thì bà con nào có nhu cầu mà mua bò sinh sản thì trước thì bà con đăng ký kênh và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và sau đó thì tiện theo dõi những video của chạy bò anh Phước. Và kênh của mình thì làm dịch vụ cho nhiều chạy bò, thì có đủ các loại bò bà con muốn nuôi. Thì bây giờ mình mời bà con xem video nha. Hello, chào quý cô chú anh chị. Chiều nay em có ngày 20 tháng 5, em có vài con sinter báo giá đến quý cô chú anh chị, để cô chú anh chị mình chọn về nuôi làm giống sinh sản cho cô chú anh chị. Đầu tiên là con cái tơ này. Con này nó cao cứng 1.2 cô chú anh chị. Còn tơ chưa bẻ đôi răng nào hết. Con này sái bớm nghiêm chỉnh, 8 móng sò, 4 chân trụ thẳng đứng nè, đuôi nè qua nhượng của chú anh chị, đuôi to nè. Bò này mọc hú nha cô chú anh chị. Chủ nhà nói phối giống được 1 tháng rồi nha cô chú anh chị. Bò này thì theo em nó cái xác sức chữa nó rất là cao nha cô chú anh chị. Lông nó bóng nè, nó bóng nè, nó khú mà nó bóng cô chú anh chị mình thấy không? Nó bóng đến nỗi mà nhìn cái mặt của mình cũng thấy cái mặt mình luôn chứ đừng có nói. Thì nó vui cho nó vui nha cô chú anh chị. Bà con mình sau một ngày lao động vất vả mình coi để mình chọn những con giống tốt, hay để mình coi mình tham khảo biết tình hình giá cả hiện nay cũng được. Nè, con bò này dậu yếm rúng đều có hết nha cô chú anh chị, không lan giá chạ chỗ nào hết luôn. Cái qua đang thui luôn. Bò này cấy 3B nha cô chú anh chị. Đó. Nè. Lưng đôi nha cô chú anh chị. Đó, quay cho cô chú anh chị mình coi nè, lưng đôi luôn nè. Nó cao cứng 1.2 nha cô chú anh chị, cỡ 1.22 á. Đó, thì em nói với cô chú mình dễ hình dung ra. Nè, con bò rất tốt nha cô chú anh chị, màu khú nha. Chân chuyền đen rất khú, rất là đẹp nè. Em quay xa cho cô chú anh chị mình xem luôn nè. Nè, rất là tốt nha. Sái bớm mặt mày đồ sạch sẽ hết. Đó. Cô chú anh chị mình coi á. Để mình có thể chốt qua mạng xã hội, em quay nhiều cái khía cạnh luôn. Từ trước ra sau, từ sau ra trước, từ trái sang phải, bên này bên kia luôn. Quay cho cô chú anh chị mình coi luôn, để mình chọn những con giống tốt nhất để phù hợp với kinh tế mình. Con này cấy 3B nha cô chú anh chị. Cấy này được 1 tháng rồi nè, cấy xong cái hoa nó teo nè, hoa nó teo nè cô chú anh chị. Con bò này xác sức chữa rất là cao nha cô chú anh chị. Rồi đây là con thứ nhất nè cô chú anh chị. Bây giờ là con thứ hai nè. Con thứ hai này thì nó lên giống một lần rồi, nhà người ta chưa có cấy. Cô chú anh chị nào mình mua về mình canh khoảng mười mấy thôi, 10 ngày nữa là nó lên giống lại mình phối được nè. Nó lên giống, nó dính cái đuôi ở sau nè, em mới bắt về hôm nay nè. Nó cô chú anh chị mình thấy không, còn dính luôn nè. Về cô chú anh chị mình nếu mua về canh 20 bữa sau á, 20 mấy bữa sau lên giống thì mình phối nha. Con này cũng vậy luôn, cũng cao cứng mấy hai nha cô chú anh chị. Yếm dậu lường nè, yếm nè. Thì cặp này có giá tại chuồng em là 52 triệu nha cô chú anh chị. Con nào đuôi cũng to tốt hơn cô chú anh chị ơi. 4 chân trụ nè, 8 móng sò nè. Đó. Sái bớm nghiêm chỉnh nha cô chú anh chị. Không có lan giá chỗ nào hết hả. Đó, cô chú anh chị mình thấy không? Yếm à, đã chưa? Đó, yếm đã chưa? Cặp này có giá tại chuồng em 52 triệu cô chú anh chị. Giá tại chuồng nha cô chú anh chị. Để có nhiều cô chú anh chị mình cứ nghĩ em bao xe. Tại vì mua thì mỗi người ở một nơi, em không có biết ai ở đâu nên mà em cộng cái tiền xe vô. Thí dụ một chú ở Trà Vinh đi, tiền xe lại 2.5 triệu. Rồi chú Vĩnh Long tiền xe 2 triệu. Rồi chú ở Tiền Giang tiền xe là 1.5 triệu. Em đâu có biết ai mua đâu mà em cộng vô. Nên em nói giá tại chuồng để cô chú mà anh chị mình biết cái chỗ mình để mình lựa chọn cho nó phù hợp với cái giá cả con bò mình mua ra nha cô chú anh chị. Rồi
Cái clip thứ hai thì em chỉ giới thiệu ba con Shinter. Con này thì nó cao khoảng 1m18 nha cô chú anh chị. Nó ăn rơm à. Trời giờ nó cũng chứng mưa, nó hơi tối rồi cô chú anh chị, mình chịu khó xem ha. Con bò này có giá 24.500.000. Con này nó tầm 14 tháng bò nha cô chú anh chị. Ăn rơm phào phào nè. Mới bắt về mà ăn rơm cô chú anh chị thấy không? Bò này dễ nuôi nha. Ở chỗ em chỉ có ăn rơm không, chứ ít ăn cỏ cô chú anh chị. Về mình nuôi cỏ thêm nha. Đó, 4 chân trụ to, 8 con sò nè. Chú qua đang thui nè. Rồi, đây cái con này con thứ tư nha cô chú anh chị. Thì con thứ tư này cũng tốt nè cô chú anh chị, không đầu cô thấy cô chú anh chị thấy đầu ngắn nè, rúng yếm dậu lườn đồ, con này quyền bò hết cô chú anh chị. Con này nữa lên tầng nhất nha cô chú anh chị. Đó, 4 chân trụ to thẳng nè, 8 món sò nè cô chú anh chị, mình thấy chưa, nó ăn rất là tốt luôn. Em cho nó ăn rơm không, cái la miệng rất là lớn luôn cô chú anh chị. Con này em phàm ăn dữ lắm cô chú anh chị. Giờ cái la miệng này cô chú anh chị mình cũng biết rồi á. Con này nó tầm 11 tháng cô chú anh chị. Đó. Nó cao mét cứng 1m15 rồi cô chú anh chị. Tầm 10 tháng đến 11 tháng. Nè, con kế bên luôn. Em đứng cách 3-4 mét quay cho cô chú anh chị mình coi luôn. Bò nó về nó hơi nhát không cô chú anh chị. Con nào yếm dậu cũng tốt. Thì cặp này có giá tại chuồng em là 41 triệu nha cô chú anh chị. Con nào cũng tốt, hình nữa nuôi ra tàn nhất đó, cô chú anh chị ơi. Tàn nhất mấy trong có tàn nhì chứ không có nhỏ bò nha. Yếm dậu rúng rồi cô chú anh chị mình thấy không. Sái bớm là nghiêm chỉnh, em bao hết dù đó cô chú anh chị, không lan giá chỗ nào hết. Con nào cũng đầu trụi nha cô chú anh chị. Đó, con kia nó đụng con này. Đó. Em quay lượt 5 con này để cô chú anh chị nào mình ở xa mình có thể mua mình chốt hết. Mình đi một chuyến xe về cho nó tiện luôn nha cô chú anh chị. Thì em xin báo giá lại là hai con này là 41 triệu. Con thứ tư, thứ năm là 41 triệu. Còn con thứ ba này có giá 24.500.000. Con này 14 tháng cô chú anh chị, nuôi chừng tháng dưới hai nữa là nó lên giống, mình có thể phối giống, tùy muốn phối gì phối nha cô chú anh chị. Con nào cũng yếm cô chú anh chị không, yếm rúng đầu tốt hết, sái bớm nghiêm chỉnh, không lan giá chỗ nào hết, chân nhượng cô chú anh chị thấy không, thẳng đứng hết. Những con này rất thích hợp để mình làm nái sinh sản nha cô chú anh chị. Đó, con em là nó ăn rơm không cô chú anh chị ơi, nó ăn rơm không. Chứ nó không có cỏ, tại em mất bận việc. Em không cắt cỏ cho nó ăn rơm không. Đây, em quay lại kỹ cho cô chú anh chị mình coi luôn. Rồi, em xin kết thúc video đây. Chúc cô chú anh chị mình một buổi chiều xem vui vẻ. Thì ai có bò xin bán bày bò xin thì liên hệ với em qua số điện thoại 0366407679. Em mua số lượng bày đàn em cũng mua nha cô chú anh chị. Một con hai con em cũng mua, đều mua tất cả hết nha cô chú anh chị. Trại bò em ở ấp Xa Nhỏ, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nha cô chú anh chị. Rồi em xin kết thúc video tại đây, chúc cô chú anh chị mình một buổi chiều xem vui vẻ nha, để lựa chọn con giống phù hợp với mình nha cô chú anh chị.